Chào cả nhà, hôm nay Thảo về Cần Thơ cả nhà. Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024. Thì là hôm nay là ngày đầu tiên ở Cần Thơ đang diễn ra cái lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Địa điểm tổ chức thì tại quảng trường của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cả nhà. Đây là cái lối dẫn vào cái khu bánh dân gian. Hôm nay mọi người cùng theo chân Thảo đi tham quan nha. Ở đây thì người ta có làm bánh tráng này cả nhà. Đây là bánh tráng Thuần Hưng. Nghề làm tráng bánh Thuần Hưng nè. Bánh tráng Thuần Hưng. Năm nào những cái cô này cũng có tổ chức cái bánh của người Khmer ở An Giang cả nhà. Cái này là người Chăm. Đúng rồi, người Chăm. Những cái bánh bò của người, bánh bò nướng của các cô cả nhà, năm nào cũng có. YouTube anh kênh nào? Kênh Thảo Vi. Anh ở đâu anh? Ở Sài Gòn. Nói chung là đi nhiều nơi lắm. Ở miền Tây thì Thảo đi nhiều lắm. Anh về đời sống đây đi. Anh về đời sống. Quay về ẩm thực là chủ yếu. À, có cơm nữa nè. Dạ. Đẹp lắm khổ à. Thôi Thảo đi dọc một lần là cả nhà rồi chút mình đi. Chút nữa là mình sẽ đi cụ thể chi tiết vào từng cái loại bánh. Bây giờ là buổi sáng cho nên là cũng còn đây là bánh khoai mì nướng. Dạ, quầy hàng này là của tỉnh Bến Tre cả nhà, trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh Bến Tre. Đây những cái mặt hàng bánh trái giống như là bánh bánh phồng đồ của Bến Tre, đặc sản Bến Tre đem qua này. Bánh tráng khúc dừa. Rồi em chào chị nhá. Dạ. Các cái quầy hàng. Nói chung là cái này là nhiều tỉnh đó, góp mặt cả nhà. Thì đây là bánh đúc gân lá dứa. Bánh gì này? Bánh dạ. Nước đi. Review là bánh bò. Dạ. Ăn mà chân thật. Chút nữa mới ăn được chị, tại vì á tay bây giờ đang còn còn quay phim một chút hả? Xíu nhớ đây bụng ghé lại ăn thêm. Rồi đúng rồi, cảm ơn ha. Dạ. À. Những cái món năm nay á thì không biết là do mới ngày đầu hay là do sao, nhưng mà thấy bánh thì có vẻ là hơi ít cả nhà, ít hơn so với mọi năm nha. Hay là hôm nay mới ngày đầu khai mạc cho nên người ta chưa có đến các gian hàng, họ chưa có đông đủ á. Cái món bánh bánh bía bánh đồ này cả nhà. Mấy món bánh này thì ở đâu cũng có. Thảo chủ yếu là quay bánh dân gian để cho cả nhà coi. Mần ngon chưa kìa. Đây, bánh này bánh bánh gì đây? Bánh bao mini hả em hả? Bánh mới. Rồi cảm ơn cho quay phim xíu. Còn đây là bánh bánh hỏi cả nhà, bánh hỏi lá dứa nhưng màu này hơi đậm. Có nhiều gian hàng màu sắc quá trời luôn như màu này. Ở đây thì quầy hàng tò he, người ta nặng đẹp chứ, rất là đẹp luôn, nặng những cái con tò he nhìn đẹp chứ. Quá là kỳ công luôn. Không rồng. Đây là quầy hàng của cô Mười ở Cần Thơ cả nhà.
Cái này là bánh ít trần nhân khoai môn mặn. Ở đây có món bánh ông từ Bạc Liêu này, này. Bánh này lần đầu tiên thấy luôn á. Quay mình tổng cộng nhiêu lợi của mình? Dạ. Trên 10 lợi, trên 10 lợi. Bánh trần gian của mình. Có nước cốt bỏ chi bánh bò này cả nhà. À dạ. Cái mùi giới thiệu quá trời. Ăn cho biết. Mà thật ra thị trường không có bán. Chị, cho em hỏi cái bánh con từ Bạc Liêu này là bột gì hả chị? Cái này là không thể nào nói được. Bí quyết à, bí quyết. Chị biết trong thực phẩm đó có bí. Bột gì mà cũng biết luôn. Ý là cái bột bột không là nói sợ lộ, nói sợ lộ. Biết rồi. Cho lộ bí quyết dữ dằn. Ví dụ thương à, tiền chủ tôn tử tiền bánh này là nhiều người đã cắt khé rồi à, là bánh này mới lần đầu tiên hả cô? Dạ mua 10.000 cái hả? Dạ đôi khi ví dụ có nhiều người họ bị dị ứng loài này loài kia họ hỏi để họ ăn nhưng mà cũng khó tại cô không có nói loài trong á, có mấy người bị dị ứng bột này bột kia cả nhà. Ví dụ người ta loại dị ứng bột hành tinh hay là dị ứng các loại bột khác á. Nhưng mà cô không có nói cho nên là cũng rất là khó. Đợt này là cô có từ nguồn gốc xuất xứ của một số loại bánh cô đang thực hiện. Nếu có thiếu điều thì mấy em muốn view nha. Dạ. Tức là nguồn gốc xuất xứ một là gì nó chơi nãy chứ có nha. Nha là có hết. Tức là người thực hiện là ai luôn là coi như là ghi vào là bước chân của tôi đã vào nha. Khi công bố thì là công bố là sẽ giới thiệu cho mọi người. Rồi, cho bạn xin xíu bạn ghi hình xíu rồi con. Đây cái thành phần của bánh công từ Bạc Liêu này mà cô nói là bí mật nhưng mà cô cũng ghi ở đây nè, bột gạo, đường, muối, nước cốt dừa. Đó đúng rồi, thì ý là hỏi bột gì thì cô chỉ cần nói bột gạo là người ta hiểu rồi á. Dạ chị về nhà chị gói đi chị. Tiếng rưỡi sau đó đó, tôi đi làm mướn cho người ta tiếng 30.000. Hay gì tôi bán 45.000, tôi bán có 15.000 á. Ai mà đã giá tôi kêu về nhà gói luôn đi. Khỏi trả lời đi cho nó đỏ mỏi mồm. Nói chung là cái này gói cũng cực á, nó nhỏ mà gói cũng cực. Cái chị gói cực mà lại gói không được chứ hai cái đó nó khác nhau. Cái gói cực với gói không được nó xa nhau lắm. Cái người mà biết gói bánh bao giờ họ trả treo mà cái người không biết đứng trả giá hoài hà. Tôi bán đồ mà tôi vui lắm, tôi bán tôi buồn, tôi nói cho họ biết. Về nhà gói đi, rồi biết nó cực. Có bánh này nhà mình gói hết luôn à? Nguyên một làng. Chứ không phải là cái nhà của cô chỉ dạy cho người ta gói thôi. Dạ. Còn nguyên một cái gia sản mà họ tộc nhà cô ngồi có bánh. Có mà từ hồi cha thì con nói đời mà cô nội cô gói bánh tới giờ tới đời cô. Cô học có hai bằng đại học với 8 cái chứng chỉ của 6 trường đại học cô đi bánh bánh thét. Có nghĩa là cô là gốc người qua thành ra cái đời cha cô đời ông cô nội cô bán bánh tới cô giờ có bằng tiến sĩ cũng đi bán bánh vậy đi ha. Dạ. Hay là đi học cũng không bằng để dành giá cho dắt nhà chơi còn dẫn cho bánh tét vậy đi. Có mua nhân bên này, bánh có nhân bên này, còn cái đó là cô
câu nhân. Cái đó không có nhân, gói không kìa đó. Thì tới câu nhân. Dạ, con nếp có đậu đen chị. Mà chỉ có nhiêu đó thôi nha, hồi nữa em không có trả lời à. Đây là thiên đường các loại bánh ngọt các bạn nha. Đầy đủ các loại bánh của miền Tây hết đều góp mặt trong cái lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay. Cắt thẻ nè, sẽ cắt miếng vuông 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 á. Dọc ngang dọc ngang cho vuông vừa vừa. Ừ. Vừa vừa thôi được. Các loại bánh được trưng bày trên những chiếc nón cả nhà, nhìn cũng hay là ha. Rồi được bọc lót những cái lá sen thân thiện với môi trường. Bánh đi cô ơi, bánh nhà hàng đi cô. Bánh truyền thống này cũng đẹp nè cả nhà, trưng bày khá là đẹp mắt. Hai miếng không có hé được đó, nhiều miếng ấy có người nào trả tiền không thối đó mà thối đây nha, bởi vì quên bị đồ. Đó, đưa một cọc. Dạ, anh gì nữa không? Không. Bò. Nước đi. Nước còn để bữa sau cho má ăn hết. Dạ rồi. Thôi thủy đâu. Tắm nha. Nhưng mà nó hơi cứng thôi. Trời, người già mà cứng sao. Dạ, bữa nay ăn được. Bán thì cần như được. Dạ, ok này kìa. Được rồi ha. Rồi.
cứ đi rồi đẩy nắp lại. Cái đó 20 đó chị. Đó cẩm. Bánh người ta trưng bày trên chiếc xuồng đẹp này các bạn. Nhiều lắm, ở đây bánh đúng là phụ phụ các loại bánh này, coi này, bánh quá trời bánh luôn. Em mua 10 cái thôi. Em không lấy 11 cái luôn, bạn cái dâu nha. Alo. Mà Thảo thấy một cái điều là các gian hàng nào cũng ná ná nhau á, cùng các những cái loại bánh á. Dạ, bánh nước kiwi đặc sản ngon Cần Thơ. Kính chào quý bà con mình ạ. Bà con ơi, đi tham quan hội chợ chúng ta uống mua sắm và xin mời ghé hẹn đừng thử là đặc sản những thứ thử như thế này. Dạ, xin mời quý bà con ơi. Đó, nem chua, nem bì rất là ngon ạ. Có ma tê thịt bụi, có bên bò là thấy tới gian hàng của An Giang rồi đó cả nhà. Bánh bò đặc sản An Giang. Bánh tằm khoai mì. Ông lấy dứa. Mua cái nào đừng mua khô được à. Mua nào ông chỉ đi. Những cái đầu bánh tét mini. Gói rất là kỳ công luôn á. Cái này 10, là 28 à. Bên đây rồi hả? Bên đây rồi.
cua ngọt này cả nhà. Bánh nước ngọt á. Bánh thịt linh. Dạ bánh thịt linh. Bánh bò này cũng rất là ngon. Bánh đó là bánh thưởng à? À bánh thưởng, dạ. Có em cái nhỏ bánh đó chị. Bánh đi cô. Nước xanh mát lạnh đi cô ơi. 10.000, 15.000 ly à cô. 15.000 ly to luôn. Em chào chị. Đó, cả nhà thấy không? Những cái món bánh nó na ná nhau. Trời ơi, đây cái quầy này đổ bánh bò to dữ. Bánh bò xôi mít. Nè, con chạy qua đây tính tiền. Hết rồi đó cả nhà, một khu vực mà người ta trưng bày, người ta bán hai bên đó, hai bên mà Thảo thấy các cái loại bánh nó gần như nó còn na ná nhau à. À đây còn có quầy hàng của cô Chính. Chào, chào cô. Đây mối tôi tàn bó xuống đây để quay cô Chính đây mà bánh cô Chính muốn hết rồi. Cô Chính hôm, hôm nay cô Chính bán ít à? Hôm nay cô Chính bán ít hay gì mà hết gần muốn hết. Các cái ai cũng đặt đi vậy bưng về hết trơn rồi còn gì? Có bè không chị? Dạ có. Rồi cô làm hay là chú làm vậy? Bây giờ chú về chú làm tiếp. Dạ, chứ không làm tại chỗ hả? Làm tại chỗ à, trời ơi làm sao đổi. Bà muốn bánh tầm mà hết rồi, còn mấy cục nào bỏ trước. Bánh tầm ấy nè con. Bánh đuông đó. Bánh đuông đó. Đó, bánh đuông. Thấy thấy đang làm vừa chừng kìa, thấy khuôn đang làm. Cái đó để cho trải nghiệm đó. Dạ. Dạ được chưa? Rồi, bánh ít trần. Vậy được phải không? Dạ. Rồi bánh bóc riêng. Rồi bánh bèo không? Bánh bèo luôn. Rồi. Một cái bánh bò luôn. Rồi bánh bò luôn. Rồi để nước dừa đi không phải không? Để nước dừa riêng đi. À, chừng nào ăn đó à, để vô. Cho có cái hộp như vậy đó. Nè. Dạ, dạ. 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 Bánh gì nãy tôi bánh một lọc đó. Đúng rồi đó. Mà ta gọi là mít ở trong như đúng tại vì sôi kẹp mít thì mít kẹp sôi thì được. Cho ấy màu trong cái gì đó. Bánh này bánh gì trời. Bánh bò ở kia là nhưng đậu xanh. Cô ơi, có hộp với cô ăn gì vậy? Dùm con đi cô. Đây rồi, gấp đây rồi. Mấy chị cho em xin một hình luôn. Cái hộp kìa, lấy cái... Lấy cái hộp nè cô. Lấy thêm cái hộp với chị. Gấp cho chị đi. Gấp cho em. Mấy cái? Mấy cái rồi. Lấy lại 5-10 cái gì? 5-10 cái không?
Của hai hộp đi. Hai hộp ha. Bỏ ra bỏ mà hành phi vô. Cô mấy cái con lấy cho cô. Cái này gấp chung mà. Nè nè, con sợ nó bể. Dạ. Ngon lắm cô ơi. Bánh bánh bột lọc. Nó có con tôm, nó y chang như nào, nó có con tôm nằm ở trong nè. Ủa tại sao hào để lợt không? Nó vẫn có như, dạ cái này với cái này chung bình thường. Dạ. Bánh này lá gì á? 70. Cái này lá gì? Dạ bánh lá mơ. Cái này lá gì á? Để chị cha nước cốt cho con. Bánh lít chầm với lại bánh bột bán nào là 10.000 cái, còn mấy cái kia là bán phần nha. Phần 30 em ơi. Mua 3 phần tính chầm thôi. Cái này cái gì vậy? Dạ bánh phê mì. Năm sau là sẽ không có chọn một gì vậy? Dạ không, dạ không, dạ không. Cái gì? Chế thì lên đó này đi. Mày lau xỉa chơi xỉa có đừng bán. Trời trời không ra bánh này mày phải lấy cái gì mày để cho ra bánh này mày nội. Chị ra bánh nào? Bánh này nè. Cái này hả? Ừ. Lắm ngon. Năm qua cô mua ở bên đây. Thì ăn này của anh đâu? Ngon. Ngon, nhìn là biết là công cần ấy mà. Dạ, của anh đó. Này của anh nè. Biết nhiều quá chị thử đi. Nè. Nè, gì vậy? Bánh nước cho á. Bác hai chùm đủ cho anh ơi. Cái cô nãy là lấy bánh lấy nước đường không? Cái này là chuối bác. Dạ, chuối đúng rồi. Chuối là gì xanh, nước răng, dưa hầm sườn thật ăn với nước đường rất là ngon. Cho cô cái này. Bỏ riêng hay bỏ chung bọc luôn? Chúng mình mời sách 20 chưa cưng. Bánh này ngon. Ngon còn cái túi cái riêng ha, bánh riêng. Cho con được có một con. Cái này luôn được không? Dạ. Ngon không? Ờ, muốn anh lấy sách được ba. Sách đây một sách rồi ba dùng cho cái sách kia. Được đó cho. Được. 260 với 70 đi. Là 330.
rồi bớt đi còn trứng gì nữa. Mua nước không con, có 10.000 chai ủng hộ con, chai xanh, chai gì nè. Cảm ơn nhiều. Dạ, khoảng 25.000. Dạ, có luôn. Hai thứ đó ha. Rồi, ba thứ cũng có luôn, mà bốn thứ cũng có luôn. Rồi, đã 25 rồi. Nước lấy khoai với chuối. Ở đây người ta bán hàng rất là dễ thương luôn rồi nha. Cho mình ăn thử luôn nha. Đó, nếu mà ngon thì mình hạ mua các cái loại bánh đó. Chứ họ cũng không có nhất thiết là bắt mình phải mua hết tất cả các loại bánh rồi nha. Mình họ cho mình ăn thử loại nào ngon thì mình mua nhiều kiểu vậy đó. Rồi. Còn thích là mình mua, không thích là ghé tham quan chụp hình chơi vẫn được. Rất là vui. Dạ, xin mời dùng thử miễn phí bà con, xin mời dùng thử đà đặc sản ngon nhà Cây Me tại Cần Thơ đây ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.